Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, xã mới chỉ đạt 1/3 tiêu chí. Trong 2 tiêu chí chưa đạt, có tiêu chí về thu nhập là tiêu chí khó. Ở giai đoạn bứt tốc này, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp để tăng thu nhập cho người dân. Theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Sa Nhơn cần đạt mức thu nhập 66 triệu đồng một người một năm, tăng 10 triệu đồng so với thời điểm hiện tại. Để tăng thu nhập cho người dân, xã tập trung tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp. Trước kia, mảnh vườn này của gia đình ông Lê Quang Danh ở thôn Đức Lý chỉ trồng mì. Sau khi được địa phương vận động, 2 năm qua, ông Danh chuyển đổi sang trồng Macca và sầu riêng. Đến nay, vườn cam trái phát triển tốt, hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập ổn định trong thời gian tới. Theo cái hướng mà gọi là vườn cải tạo và vườn tạp á, thì cũng như bây giờ là nó có nhiều cái loại cây ăn quả nó mang lại kinh tế cao, thì cho nên bây giờ là thứ nhất là đưa vào trồng chủ lực nhất là cây sầu riêng, sau đó là có nghĩa là xen cái thêm chôm rồi vú sữa, những cái cây đó có nghĩa mình trồng sen vào để gọi là kiếm thêm thu nhập, chứ còn chủ lực nó là cây sầu riêng. Vì nó tán ra là mấy năm trước kia thì cứ trồng mì, trồng bắp đậu cho ăn thôi. Cho nên bây giờ cũng nghĩa là cứ tạo từng vườn tạp thì mình phải chọn những loại cây có kinh tế cao để mình làm. Tương tự, gia đình ông Danh nhận thấy giá trị kinh tế cao từ cây sầu riêng. Gia đình chị Võ Thị Kim Loan ở thôn Đức Lý đầu tư 100 triệu đồng, trồng 1 hectare sầu riêng. Vụ năm nay, vườn cây bắt đầu cho thu hoạch. Trước kia thì trải này thì gia đình có trồng cao su, rồi xong qua quá trình khai thác cây cao su thì cũng già cỗi, gia đình thanh lý, rồi thấy gia đình qua tìm hiểu thì thấy cái cây sầu riêng này nó có tiềm năng hiệu quả kinh tế cao, cho nên là gia đình quyết định là chuyển đổi sang trồng cây sầu riêng. Qua một số gia đình mà trồng cây sầu riêng đến thời điểm hiện tại thì có thu nhập, có cho thu hoạch rồi thì cũng có hiệu quả kinh tế, rồi cũng có nhiều nhà cũng có thu nhập kinh tế, thu nhập cao . Về cây sầu riêng, giá cả thì nói chung là cũng ổn định, cũng được. Nên là nhiều hộ gia đình cũng thoát nghèo vì cây sầu riêng này. Thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Sa Nhơn triển khai các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó chú trọng lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án, hỗ trợ triển khai thực hiện mô hình sản xuất nông sản sạch, liên kết với các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tiêu thụ nông sản, hỗ trợ phát triển vùng sản xuất hàng hóa sản phẩm chủ lực có liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ xây dựng vườn kiểu mẫu. Quy định là cái thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu sẽ bàn hạt cao hơn 10% so với hiện tại. Thì cái tiêu chí này là rất là khó đối với địa phương. Tuy nhiên thì địa phương cũng đề ra một số cái giải pháp để thực hiện cái tiêu chí này. Hiện nay thì xã đang tập trung huy động và vận động nhân dân cái duy trì cái diện tích cây chủ lực, đó là cà phê, cao su, và ứng dụng cái khoa học công nghệ và thâm canh để tăng cái năng suất, cái giá thành trên cái đầu sản phẩm. Cái thứ hai là tập trung vận động nhân dân để cải tạo vườn tạp một số cái loại cây kém hiệu quả kinh tế để chuyển qua cái loại cây có kinh tế cao. Để xã Sa Nhơn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về tổ chức sản xuất trong năm 2024, hiện địa phương tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao thu nhập người dân, qua đó góp phần phát triển nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.